tìm ra manh mối xác định danh tính nạn nhân tử vong trong quán karaoke bỏ hoang. Yên Bái lại mưa như chút nước, hàng trăm hộ dân bị cô lập, giao thông chia cắt. Miền Trung mưa lớn kéo dài cảnh báo nhiều thiên tai nguy hiểm. Bà Rịa Vũng Tàu đạo trích đục tường vào nhà, đập vỡ két sắt khoáng sạch tài sản. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 17 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tiếp tục xác minh danh tính và nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương. Bước đầu, lực lượng công an xác định thi thể nhận diện bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với ông Luo Quy Long, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc. Người này được gia đình thông báo mất tích một tháng trước đó. Theo đó, người dân của ông Luo Quy Long có gửi thông báo đến cơ quan chức năng tìm người thân thất lạc. Cụ thể, ông Luo Quy Long bị trầm cảm nặng, đầu óc không tỉnh táo, bỏ nhà đi từ ngày 14 tháng 9 không về, kèm một số thông tin hình ảnh nhận dạng. Trước đó, ngày 14 tháng 9, ông Luo Quy Long rời khỏi nhà trong KDC Việt Sinh, thành phố Thuận An, trong tình trạng không được tỉnh táo rồi mất tích tới nay. Gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm khắp nơi, đồng thời trình báo công an địa phương. Trích xuất camera, công an xác định ông Luo Quy Long có lui tới khu vực quán karaoke An Phú, mặc quần áo mang giày giống với tử thi. Để khẳng định chính xác danh tính nạn nhân, lực lượng công an vẫn đang xét nghiệm ADN, đồng thời đang làm rõ nguyên nhân cái chết của người này. Trước đó, ngày 16 tháng 10, người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy bên trong khu vực karaoke An Phú đã bỏ hoang. Lực lượng công an đã xác minh, kiểm tra thì phát hiện bộ phận cơ thể người gồm phần đầu và cánh tay đang phân hủy, riêng phần thân người được phát hiện dưới hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy nên phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Trước đó năm 2022, quán karaoke An Phú xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người thiệt mạng. Từ đó đến nay, quán này đóng cửa bị bỏ hoang. Sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 15 tháng 10 đến sáng 16 tháng 10, nhiều nơi ở Yên Bái bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập. Cụ thể, vào thời gian trên, nhiều khu vực ở Yên Bái có mưa vừa, có lúc mưa to. Nhiều nơi đối diện nguy cơ sạt lở đất như thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Yên Bình. Sáng 16 tháng 10, lượng mưa tại xã Lương Thịnh 208 mm, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đạt 199 mm, dẫn tới nước ngập, có nhiều điểm giao thông đứt gãy do sạt lở. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, 38 hộ dân ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái phải di rời người và tài sản để tránh ngập lụt. Mưa lớn cũng làm một số tuyến đường tại các xã Y Can, Yên Thành, Việt Hồng, Việt Cường, Hồng Ca của huyện Trấn Yên bị ngập, gây ách tắc cục bộ. Quốc lộ 37 bị sạt lở 3 điểm thuộc địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Tại thành phố Yên Bái, các tuyến đường như Lê Văn Tám, Hoàng Hoa Thám, Ngô Sĩ Liên, và một số khu vực trũng thấp cũng bị ngập úng cục bộ kéo dài. Sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương huy động lực lượng tại chỗ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, hướng dẫn điều tiết giao thông. Ông Trần Ngọc Lâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, nơi còn gần 70 hộ dân nguy cơ cao bị sạt lở cho biết, địa phương đã thực hiện cảnh báo đến nhân dân ở các khu vực nguy cơ sạt lở cao và yêu cầu tuyệt đối không trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Đồng thời, phường cũng đã ra văn bản cảnh báo nguy cơ sạt lở và ngập úng cục bộ để người dân chủ động phòng tránh, phân công nhiệm vụ trực ban 24 trên 24 giờ để đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời và xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 17 tháng 10, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giải rác rông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm. Có nơi trên 80 mm, mưa tập trung vào chiều và đêm, nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 80 mm trong 6 giờ. Theo ghi nhận, nhiều khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Định và Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Châu Bình, Nghệ An 60,4 mm, Hồ Đông Chùa, Thanh Hóa 31,6 mm, Lộc Ngãi, Lâm Đồng 47,8 mm, Vĩnh An, Bình Định 82,2 mm. Gia huynh 67 mm, suối kiết bình thuận 41,2 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, xa lở đất trên trường dốc tại nhiều huyện của 5 tỉnh thành. Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện Bá Thước như thanh như xuân thạch thành thường xuân tỉnh nghệ an gồm các huyện anh sơn con cuông quế phong quỳ châu quỳnh hợp tương dương tỉnh bình định gồm các huyện tây sơn vân canh tỉnh bình thuận gồm các huyện bắc bình đức linh hàm thuận bắc hàm thuận nam tánh linh tuy phong tỉnh lâm đồng gồm các huyện bảo lâm cát tiên đạo hoai đạ tẻ di linh đơn dương đức trọng lạc dương lâm hà và thành phố đà lạt Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên trườn dốc. Mới đây, theo thông tin trình báo, khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 10, kẻ gian đã đột nhập một ngôi nhà trên đường Hùng Vương, khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức để trộm cắp tài sản với thủ đoạn rất manh động. Theo đó, Công an huyện Châu Đức đã tiến hành điều tra vụ đột nhập nhà người dân, phá kết sắt để trộm cắp tài sản. Tại hiện trường có một lỗ hồng lớn nghi do các đối tượng trộm cắp tạo ra, một kết sắt đã bị cậy mở. Chị HTTH, 42 tuổi, cho biết khi cả gia đình đi làm buổi chiều, kẻ gian đã lợi dụng trời mưa lớn để đập phá từng nhà, sau đó đột nhập vào, đục phá kết sắt lấy trộm lượng lớn tài sản. Theo trình báo, tài sản bị kẻ gian lấy mất gồm có khoảng 6 triệu đồng tiền mặt, một vòng cổ khoảng 2 chỉ vàng 24k, Hai vòng đeo tay mỗi cái khoảng 2 chỉ vàng 24K, một vòng đeo tay khoảng 2 chỉ vàng 18K, một nhẫn khoảng 2 chỉ vàng 18K. Tổng tài sản bị mất trộm theo bị hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng. Ngày 16 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Thảo, năm 2 tuổi, chú quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, tạm trú quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng Văn Thảo chỉ là người bán cháu lòng nhưng giả danh đại tá cảnh sát hình sự để lừa đảo vợ chồng ông Trần Văn Thuận Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt và bà Nguyễn Thị Thúy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam Bình Thuận để chạy án chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, trong thời gian công an tỉnh Bình Thuận triển khai triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản trái phép, thông qua một người đàn ông ở Bình Thuận, Trần Văn Thuận được giới thiệu Hoàng Văn Thảo là đại tá cảnh sát hình sự, rất có uy tín, từng lo lót chót lọt nhiều vụ án lớn. Thảo cam kết hai công ty của vợ chồng Thuận chỉ bị xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự. Đổi lại, Thuận phải đưa cho vị đại tá cảnh sát 4,5 tỷ đồng để lo lót. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xác định, trong lần gặp đầu tiên vào tháng 8 năm 2024 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Thuận đã tặng cho đại tá cảnh sát hai chai rượu Chivas 25. Ba lần gặp kế tiếp đều diễn ra ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và Thuận đã đưa cho Thảo tổng cộng 2,2 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ. Đến ngày 20 tháng 9, Trần Văn Thuận bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Dù biết Trần Văn Thuận đã bị khởi tố, bắt giam, nhưng Hoàng Văn Thảo vẫn tiếp tục liên hệ với vợ Thuận là bà Nguyễn Thị Thúy Nga, yêu cầu đưa thêm 1,2 tỷ đồng, nếu không sẽ bị xử lý hình sự về hành vi trốn thuế. Chiều tối ngày 9 tháng 10, Thảo hẹn bà Nga tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Thảo đã nhận số tiền 300 triệu đồng từ bà Nga. Khi vừa nhận tiền xong, Thảo lên mô tô chạy được khoảng 200 mét thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã áp giải Hoàng Văn Thảo đến nơi tạm trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để khám xét và thu giữ một số tăng vật có liên quan. Theo xác minh của công an tỉnh Bình Thuận, Thảo từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tạm trú, hành nghề bán cháo lòng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Bước đầu Hoàng Văn Thảo đã khai nhận toàn bộ những lần nhận tiền chạy án Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng đang làm rõ vai trò của người đàn ông giới thiệu Hoàng Văn Thảo là đại tá cảnh sát hình sự cho vợ chồng ông Trần Văn Thuận. Sáng 16 tháng 10, tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, dự án khu công nghiệp Nhân Cơ. Vụ án này có 6 bị cáo gồm Đặng Gia Dũng, cựu giám đốc sở xây dựng tỉnh Đắk Nông Hồ Sĩ Điệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, Trần Quốc Đạt, trưởng phòng dự án 1, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Đắk Nông, Đặng Thái Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Minh, nguyên công chức phòng quản lý chất lượng công trình thuộc Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông, bị xét xử về tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 2, điều 285, Bộ luật hình sự năm 1999. Hai bị cáo còn lại bị xét xử về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 298 Bộ luật hình sự năm 2015 gồm Phạm Văn Cửu, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt, gọi tắt công ty Đường Việt và Nguyễn Thanh Hà, trưởng phòng thiết kế 1 công ty Đường Việt. Tại tòa, bị cáo Đặng Gia Dũng vắng mặt, hội đồng xét xử cho biết bị cáo Đặng Gia Dũng có quyết định dân sự hạn chế về mặt nhận thức kèm theo hồ sơ liên quan đến bệnh tâm thần đã có quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. Người đại diện giám hộ của bị cáo Dũng, người vợ đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngoài ra, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt tại phiên tòa như nhà thầu thi công, công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, gọi tắt công ty Thái Sơn. Người đại diện là ông Mai Tiến Linh, các cá nhân thuộc đơn vị giám sát dự án, nhà thầu thi công B phẩy, tức công ty nhận lại dự án để thi công. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông giữ quyền công tố tại tòa cho rằng những người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không ảnh hưởng đến phiên xét xử, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục mở phiên tòa. Tuy nhiên, bốn luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Cửu đều đề nghị hoãn phiên tòa. Phía luật sư rất cảm ơn hội đồng xét xử đã lắng nghe, bổ sung mời thêm các cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến dự phiên tòa lần này. Tuy nhiên, nhiều đơn vị thi công bê phẩy đã không có mặt. Luật sư nhận định, việc vắng mặt những người này sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử, bởi quá trình điều tra chưa làm rõ hết vấn đề. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc buộc tội đối với các bị cáo. Các luật sư đề nghị tòa triệu tập đầy đủ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ các tình tiết trong vụ án, đảm bảo tính khách quan, minh bạch khi xét xử. Sau khi hội ý, Hội đồng Nhân dân quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đây là lần hoãn thứ hai kể từ khi có quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đưa vụ án ra xét xử. Trước đó ngày 26 tháng 9, phiên tòa đã phải hoãn xét xử do kiểm sát viên tham gia phiên tòa có đơn xin hoãn do bị ốm và một luật sư bào chữa cũng có đơn xin hoãn Trước đó theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, trong thời gian từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016, quá trình khảo sát, thiết kế cơ sở và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc, gói thầu 02XL thuộc dự án khu công nghiệp Nhân Cơ, Phạm Văn Cửu, tổng giám đốc công ty Đường Việt, đơn vị trúng thầu với vai trò là chủ nhiệm đồ án và Nguyễn Thanh Hà là người chủ trì thực hiện đã không đề xuất khảo sát nước ngầm để phục vụ công tác thiết kế, sử dụng các chỉ tiêu cơ lý đất ở độ chặt K90 không được thí nghiệm để tính toán ổn định mái dốc công trình, không đề xuất thí nghiệm đất điều phối nội bộ theo quy định Trần Quốc Đạt, trưởng phòng dự án 1, ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Đắk Nông, được giao trách nhiệm tham mưu thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát đã tin tưởng vào công ty Đường Việt nên không yêu cầu công ty này khảo sát quan chắc mực nước ngầm, xem xét sự hiện diện tác động của nguồn nước đến độ ổn định của hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc. Thực tế quá trình nghiệm thu công tác khảo sát, kiểm tra hồ sơ thiết kế đã không phát hiện việc công ty Đường Việt sử dụng chỉ tiêu cơ lý đất ở độ chặt K90 không được thí nghiệm để tính toán ổn định dẫn đến hồ sơ thiết kế không đảm bảo quy định. Hồ Sĩ Điệp, phó giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông đã tin tưởng vào sự tham mưu của đạt, không nghiên cứu các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng nên cũng không phát hiện được các thiếu sót trong hồ sơ nghiệm thu khảo sát. Hồ sơ thiết kế dự án. Quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án trên. Đặng Thái Sơn, cán bộ phòng quản lý chất lượng công trình, Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông đã không thẩm định hết các nội dung theo yêu cầu của luật xây dựng, không phát hiện việc công ty Đường Việt sử dụng chỉ tiêu cơ lý đất ở độ chặt K90 không được thí nghiệm để tính toán ổn định, dẫn đến hồ sơ thiết kế không đúng quy định mà thẩm định thông qua và trình Đặng Gia Dũng. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ký thông báo kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án. Hậu quả, từ năm 2018 đến năm 2020, trong quá trình thi công gói thầu 02XL đã 5 lần xảy ra sự cố sụt trượt đất đắp, mái ta luy âm. Theo kết luận của các cơ quan chức năng, thiệt hại do việc sụt trượt gây ra là trên 55,6 tỷ đồng. Mới đây, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết đơn vị đã phối hợp ngành chức năng tạm giữ thiết bị bay phun thuốc vướng dây điện 110 kV, gây cúp điện nhiều khu vực của tỉnh Long An. Cụ thể, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, thiết bị bay của người dân sử dụng để xịt thuốc đã vướng vào dây điện 110 kV trên địa bàn huyện Tân Thạnh, Long An. Sự cố này làm mất điện đường dây 110 kV cai lệ Tân Thạnh và hai trạm biến áp 110 kV ở huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Long An, khiến 76.000 hộ dân, đơn vị tại các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường cũng bị mất điện theo. Đến khoảng gần 23 giờ cùng ngày, sự cố mới được khắc phục hoàn toàn, giúp toàn bộ hệ thống điện theo đường dây vướng phải Duran có điện trở lại. Người điều khiển Duran cũng đã bị lập biên bản. Hiện Sở Công Thương tỉnh Long An, đơn vị quản lý việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đang trong quá trình xem xét mức độ vi phạm để xử lý theo quy định. Theo công ty điện lực Long An, sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã khẩn trương khắc phục để sớm cung cấp điện lại cho tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng. Đơn vị ngành cũng cho biết từ đầu năm 2024 đến nay trên lưới điện do tổng công ty điện lực miền Nam quản lý vận hành đã xảy ra hai vụ sự cố lưới điện do sử dụng thiết bị bay như drone flycam vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện. Chiều ngày 16 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng tổ công tác cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị chức năng triệt phá thành công sòng bà quy mô lớn ở xã Hòa Bình, huyện Trợ Mới trong quá trình theo dõi lực lượng chức năng đánh giá sòng bạc trên tồn tại trong thời gian dài tổ chức với nhiều thủ đoạn tinh vi địa điểm được che chắn bởi nhiều lớp tường vách tôn cao với nhiều lớp cửa sòng bạc còn tổ chức cảnh giới với nhiều lớp các con bạc vào đánh bạc phải qua các chốt kiểm tra gây không ít khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình điều tra triệt phá theo đó, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 13 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đơn vị chức năng bất ngờ ập vào bắt quả tang. Khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng tháo chạy, lực lượng công an đã kịp thời truy đuổi bắt giữ 36 đối tượng liên quan. Tại hiện trường và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 118 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động, xe mô tô, tăng vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, lực lượng công an phát hiện ở xã Hòa Bình tồn tại sòng bạc quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, gây bức xúc trong nhân dân nên đã tiến hành triệt phá tránh ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Khi lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng vẫn đang say sưa, hô hào lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống phía sau nhà Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1966, tổ 18, ấp An Thuận, xã Hòa Bình từ chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra và lời khai ban đầu của các đối tượng lực lượng công an xác định nhiều đối tượng liên quan còn lẩn trốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đề nghị những đối tượng liên quan sớm đến cơ quan công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Mới đây, theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội và các đối tượng liên quan về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn. Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên xác định từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp dưới đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ, mua bán trái phép hóa đơn. Các bị can còn lập khống chứng từ liên quan đến hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm để rút tiền ngân sách, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Theo đó ngày 10 tháng 10 năm 2024, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Đặng Thái Quyên, sinh năm 1977, giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm cơ quan công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thái Quyên. Khởi tố Lương Thị Hồng, sinh năm 1974, Phó trưởng phòng tư vấn giới thiệu việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm. Hai bị can cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ Luật Hình sự và mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, điều 203 Bộ Luật Hình sự. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khởi tố bị can Lương Thị Hồng Loan, sinh năm 1971, nơi thường trú, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Và Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1985, nơi thường trú, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, bị khởi tố cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn. Đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thị Hồng, Nguyễn Thị Hoa, Lương Thị Hồng Loan. Hiện phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam với Lê Văn Tú, 23 tuổi, chú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, về hành vi làm nhục người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trong thời gian yêu LTTH, 21 tuổi, Tú lén lút dùng điện thoại quay lại clip nhạy cảm giữa hai người. Sau khi chia tay và biết hát chuẩn bị cưới chồng, tháng 5 năm 2024, Tú gửi clip trên cho nhiều người trong gia đình hát và chồng sắp cưới của hát nhằm làm nhục người yêu cũ. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Phú Ninh xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Văn Tú. Trong quá trình điều tra phát hiện, Tú còn tạo lập nhiều tài khoản Facebook, đưa ra các thông tin giả về việc bán các phụ kiện mai hoa thung và chống mua lần. Bằng chiêu trò này, Tú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Sau khi các bị hại chuyển tiền, Tú chặn liên lạc. Công an huyện Phú Ninh thông báo ai là bị hại của Lê Văn Tú thì liên hệ công an huyện Phú Ninh số điện thoại 0235 389 0892, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh. Đừng được xem là vị trí chiến lược phát triển kinh tế trọng điểm ở vùng biên giới Hà Tĩnh. Nhưng nhiều năm trở lại đây, khu kinh tế cửa khẩu cầu treo Hà Tĩnh lại rơi vào cảnh điều hưu. Hiện nhiều trụ sở bỏ hoang chưa có phương án xử lý. Khu kinh tế cửa khẩu cầu treo được thành lập, hoạt động vào năm 2007, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh. Khu kinh tế có diện tích gần 57 hecta khi được thành lập được xem là khu phi thuế quan với hàng loạt ưu đãi về chính sách tài chính, đầu tư, đất đai cho các nhà đầu tư từng phát triển rầm rộ, tuy nhiên đến tháng 9 năm 2016, khi luật thuế xuất nhập khẩu số 107 có hiệu lực, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu treo không còn được xem là khu phi thuế quan, doanh nghiệp không được hưởng các chính sách thuế đối với hàng hóa, dịch vụ như trước. Từ đó, hạ tầng tại khu cửa khẩu xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ sở đất đai bỏ hoang. Hiện hầu hết các dự án được xem là đầu tàu tại khu kinh tế cửa khẩu cầu treo đều đang chết yếu. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp quá nhiều khó khăn. Ngay từ vị trí cổng B, nơi điểm đầu của khu kinh tế trở nên trầm lắng, không còn cảnh xe cộ xếp hàng bám đuôi chờ thông quan. Đặc biệt tại đây, một số trụ sở không còn sử dụng bỏ hoang. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2018, Tri Cục Hải quan Khu Kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo chính thức bị giải thể. Thời điểm này, để tránh lãng phí nguồn nhân lực, đơn vị đã chủ động điều động, luân chuyển một số cán bộ đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc. Còn tòa nhà làm việc được bàn giao cho đội kiểm soát hải quan. Sau đó tòa nhà bỏ hoang dừng mọi hoạt động bên trong. Đối diện là nhà làm việc liên ngành cũng đang trong tình trạng bỏ hoang, được biết công trình này có nguồn vốn đầu tư hơn 25 tỷ đồng. Một công trình khác cũng trong tình trạng không còn hoạt động là dự án cổng kiểm soát giữa khu kinh tế và nội địa cổng B, được hoàn thành năm 2010. Dự án gồm các hạng mục như cổng kiểm soát bằng khung bê tông cốt thép, một phòng kiểm soát, hai phòng chờ, đường ra vào cổng, đường công vụ thi công và bảng thông tin điện tử với tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Hiện nay, dự án này không còn sử dụng, một số hạng mục đã xuống cấp. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết thời gian qua, ngành chức năng cũng tìm phương án để xử lý hai tòa nhà trụ sở của Hải quan và nhà làm việc liên ngành, trong đó đã làm tờ trình tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hướng đến phương án cho Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn quản lý sử dụng. Tuy nhiên, địa phương không có nhu cầu nên trụ sở vẫn đang bỏ hoang. Mới đây, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Thanh Tâm, 31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Dương Thông, 32 tuổi, Dương Thành Nghĩa, 24 tuổi, cùng quê Thạnh Hóa, Long An, Phùng Văn Bằng, 24 tuổi, ngụ thành phố Tân An, Long An để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Theo phòng quản lý đô thị thành phố Tân An, Ngày 23 tháng 9, đơn vị phát hiện 9 cây cao cảnh trồng hơn 10 năm tuổi trên giải phân cách đường Hùng Vương thuộc phường 2, thành phố Tân An bị chặt, nên đã trình báo công an. Tiếp nhận vụ việc, công an thành phố Tân An đã truy xét, xác định các đối tượng chặt cây cảnh là thông, nghĩa, bằng, nên mời làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được người thuê chặt cây với giá 15 triệu đồng. Điều tra mở rộng, công an xác định tâm là phó giám đốc một công ty truyền thông, có hợp đồng làm bảng quảng cáo gắn giữa giải phân cách trên đường Hùng Vương. Do các cây cao trên che khuất bảng quảng cáo của công ty nên tâm thuê thông, nghĩa, bằng, lén lúc vắng người chặt chín cây cao kể trên. Theo phòng quản lý đô thị, dọc tuyến đường Hùng Vương đã được trồng hàng trăm cây cao kiểng, mỗi cụm có 3 cây với chiều cao khoảng hơn 3 mét và đã tạo được cảnh quan xanh sạch đẹp trong nội ô thành phố Tân An. Mới đây, ông Nguyễn Quốc Cường, chủ tịch hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một thông tin liên quan đến việc trường này đã thu sai quy định hơn 37 tỷ đồng của sinh viên trong hai năm học 2020-2021 và 2021-2022. Theo ông Cường, toàn bộ số tiền trên đã được nộp vào ngân sách, lý do số tiền thu sai không trả lại sinh viên là do thời điểm đó trường chưa tự chủ, ngân sách còn trợ cấp nên khi có kết luận kiểm toán thì trường nộp lại ngân sách. Trước đó, kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán tại trường Đại học Thủ Dầu Một giai đoạn 2015-2021, phát hiện thu sai quy định hơn 37 tỷ đồng. Theo đó, dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nghị định về mức thu, nhưng nhà trường vẫn thu học phí các tín chỉ thực hành cao hơn 1,5 lần so với tín chỉ lý thuyết. Ngay sau khi kiểm toán nhà nước công bố kết luận, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo trường đại học Thủ dầu 1 hoàn trả cho sinh viên, trường hợp không hoàn trả được thì nộp ngân sách, số học phí đã thu vượt mức quy định. Sau đó, trường này đã nộp toàn bộ số tiền thu sai quy định vào ngân sách nhà nước. Về nguyên nhân, đại diện nhà trường lý giải do phần thực hành tiêu tốn nhiều vật tư, thiết bị nên ban giám hiệu đã đề xuất tăng học phí tín chỉ thực hành, mặc dù việc này đã vi phạm quy định của nhà nước. Trường thừa nhận nguyên nhân chính là do chưa thống nhất trong việc hiểu và vận dụng các quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân nếu có đối với trường đại học thủ dầu 1 do thu học phí của hệ đại học chính quy, hệ đại học theo phương pháp giáo dục thường xuyên, hệ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 cao hơn mức trần quy định xe điện trong thời gian gần đây đã nổi lên như một thế lực mới, chiếm thị phần lớn trong ngành sản xuất phương tiện di chuyển và ô tô điện cũng không nằm ngoài xu thế đó. Nhiều nơi còn được dự đoán xe điện sẽ thay thế hoàn toàn cho xe dùng động cơ đốt trong. Mặc dù có thể thấy kết cấu tổng thể và cách vận hành của hai loại phương tiện này là khá tương đồng, tuy nhiên có một sự khác biệt lớn giữa bộ phận lốp của hai dòng xe này. Các nhà sản xuất đã nghiên cứu và thiết kế mẫu lốp xe dùng riêng cho dòng xe điện sử dụng các thành phần đặc biệt với cấu trúc bên trong có lưới vải và sợi kim loại nhằm mang lại sự ổn định, chắc chắn, giảm thiểu sự biến dạng của lốp. Nếu sử dụng lốp xe của xe chạy xăng dầu cho xe chạy điện sẽ gây những hạn chế về an toàn, khó kiểm soát, nhất là khi chạy ở tốc độ cao. Cụ thể sự khác biệt rõ nhất giữa ô tô điện và ô tô chạy xăng, dầu truyền thống là khối lượng, trong đó bộ phận vô cùng quan trọng của xe điện là pin. Bộ phận này làm tăng 20% trọng lượng xe. Chính vì thế, lốp xe được thiết kế cho ô tô điện có cấu trúc chắc chắn hơn nhằm đáp ứng được áp suất gia tăng trong quá trình vận hành. Lốp dành riêng cho ô tô điện cũng cần phải có khả năng chống chịu đặc biệt do mô men xoắn của xe điện rất lớn, có thể tăng tốc ngay khi đạp ga, đòi hỏi lốp xe phải có khả năng chịu được áp lực cao khi xe đang vận hành. So với xe dùng động cơ đốt trong, ô tô điện sẽ êm ái và ít tiếng ồn hơn khi đang chạy. Tuy vậy, lốp xe vẫn sẽ tạo ra tiếng ồn khi di chuyển do sự ma sát với mặt đường. Vì vậy, lốp xe điện có các hợp chất đặc biệt giúp hạn chế tiếng ồn âm thanh khi tiếp xúc với mặt đường. Vì vậy, lốp xe dành cho ô tô điện đều được phát triển riêng để giúp xe bám đường tốt và tăng khả năng hoạt động tối đa của xe bằng cách giảm lực cản và năng lượng không cần thiết khi vận hành. Liên quan đến vụ án tài xế xe tải cố tình cán tử vong người ở thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, vụ án đã gây nên làn sóng phẫn nộ dữ dội trong dư luận thời gian vừa qua. Mới đây lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án cùng với Đỗ Minh Tân, 28 tuổi quê tỉnh Bến Tre, tài xế xe tải trong vụ việc tại quốc lộ 51 ở Đồng Nai. Buổi thực nghiệm hiện trường diễn ra vào trưa ngày 16 tháng 10, kéo dài nhiều giờ đồng hồ với sự chứng kiến của gia đình nạn nhân và nhân chứng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã đưa tài xế tới hiện trường lái xe để dựng lại quá trình xảy ra sự việc. Trước đó, ngày 9 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Minh Tân 28 tuổi quê tỉnh Bến Tre về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vào trưa ngày 28 tháng 8, xe tải do tài xế Tân điều khiển trên quốc lộ 51 khi qua khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, xe tải rẽ phải vào một công ty thì va chạm với xe máy. Sau va chạm, Tân dừng xe lại vài giây rồi tiếp tục di chuyển cho xe cán qua người và xe máy của nạn nhân. Vụ việc khiến anh Tô Hoàng Dũng, sinh năm 1986, quê tỉnh Bình Dương tử vong tại chỗ. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của tài xế lưu thông phía sau ghi lại. Mới đây, bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, Phó khoa Ngoại tiêu hóa, bệnh viện Bình dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công cuộc phẫu thuật điều trị ung thư đại tràng cho cụ bà 89 tuổi bằng robot. Bệnh nhân là bà NTQ, 89 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi nhập viện, bà Quy có dấu hiệu đi tiêu phân đen, đau âm ỉ vùng bụng bên phải. Các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u đại tràng phải cùng nhiều hạch lan xung quanh. Kết quả sinh thiết sau nội soi xác định đây là khối u ác tính, ung thư. Tình trạng bệnh khiến cụ bà ăn uống kém, thiếu máu, cơ thể ngày càng sụt cân, còn 34kg, suy kiệt, đe dọa tính mạng. Các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cắt khối u ác tính cho bệnh nhân bằng robot. Theo bác sĩ Phú Hữu, đây là trường hợp bị ung thư giai đoạn 3 đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. 10 ngày trước khi mổ, bệnh nhân được hội trần liên chuyên khoa các bác sĩ đã chỉ định tăng cường dinh dưỡng qua ăn uống và đường truyền tĩnh mạch, tập vật lý trị liệu để cải thiện tổng trạng. Sau 2 giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt 40 cm đại tràng bị ung thư, đồng thời bóc tách toàn bộ các hạch bạch huyết. Bác sĩ Phú Hữu nói, robot đã giúp phẫu thuật viên tái lập lưu thông đường tiêu hóa ngay trong một thì mổ, nghĩa là nối hai đầu đoạn ruột lại với nhau chính xác và thuận tiện thay vì phải thực hiện trong hai lần mổ khác nhau. Nhờ đó, chức năng đại tiện bằng đường tự nhiên của người bệnh được duy trì mà không cần phải mở hậu môn nhân tạo ra thành bụng. Đây là điều rất có ý nghĩa đối với chất lượng cuộc sống của người bệnh. Một tuần sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt, hiện cụ bà đã đủ tiêu chuẩn xuất viện, ăn uống ngon miệng, sinh hoạt gần như bình thường, đi lại vững vàng, cơ thể của cụ đã tăng thêm 1 kg. Theo bác sĩ Phú Hữu, ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư thường gặp tại Việt Nam. Độ tuổi mắc bệnh này thường dao động từ 40 đến 60 với xu hướng ngày càng trẻ hóa. Người trên 45 tuổi nếu chưa từng nội soi đại tràng thì nên thực hiện nội soi đại tràng để tầm soát, phát hiện và điều trị sớm ung thư. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu, GlobalCan 2022, ung thư đại trực tràng xếp hàng thứ tư tại Việt Nam sau ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi ung thư đại tràng đứng hàng thứ 5 về tỷ lệ tử vong với 8.454 trường hợp. Sau ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư vú, số ca mắc mới năm 2022 là 16.835 trường hợp. Theo báo cáo gửi Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khởi tố mới 76 vụ, tăng 24,6%. Trong số đó, chủ yếu liên quan tới hành vi nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản. Trong thời gian này, cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp và thụ lý, điều tra 105 vụ trên 204 bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật một số vụ việc điển hình được báo cáo viện dẫn như vụ điều tra viên, cán bộ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng giúp các bị can tại ngoại. Vụ Nguyễn Văn Bi, chấp hành viên cục thi hành án dân sự tỉnh An Giang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã thu tiền của người phải thi hành án nhưng chiếm đoạt 608 triệu đồng để sử dụng cá nhân. Theo viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao qua hoạt động kiểm soát điều tra cho thấy Cơ quan điều tra các cấp còn để xảy ra những vi phạm pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự. Cũng theo báo cáo, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý điều tra 55 vụ trên 115 bị can, nguyên là điều tra viên, cán bộ điều tra ngành công an để xử lý về các tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, giả mạo trong công tác, dùng nhục hình, làm sai lệch hồ sơ vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố điều tra 4 vụ trên 10 bị can là công chức ngành kiểm sát nhân dân về tội nhận hối lộ. Bên cạnh đó, một số cán bộ thẩm phán của cơ quan tòa án vi phạm pháp luật như nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý điều tra 11 vụ trên 13 bị can là công chức ngành tòa án về các tội nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc. Với hoạt động bổ trợ tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, trong năm 2024, các vi phạm xảy ra tập trung chủ yếu liên quan tới hoạt động định giá tài sản tại các địa phương. Qua hoạt động điều tra đã ban hành 83 kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp xử lý và phòng ngừa vi phạm. Tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp, các kiến nghị đều được tiếp thu, thực hiện.